Sáng ngày 7 tháng 4, đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Huyện ủy do đồng chí Bùi Văn Tin, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc và Đảng bộ xã Phong Phú. Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc hiện có 4 chi bộ với 63 đảng viên, trong đó có 38 đồng chí là đảng viên nữ, chiếm tỷ lệ 60,3%. Ban chấp hành Đảng bộ có 9 đồng chí. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, quan tâm thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới. Đặc biệt, luôn coi trọng công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, quán triệt thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tới chi bộ trong toàn đơn vị. 100% đảng viên trong Đảng bộ nhận thức rõ vai trò trách nhiệm, có lập trường tư tưởng vững vàng. Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế như chương trình an toàn thực phẩm, nước sạch, vệ sinh môi trường, y tế học đường, tiêm chủng mở rộng, dân số, kế hoạch hóa gia đình, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và phục vụ bệnh nhân, công tác khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế được đảm bảo. Nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Phong Phú đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, lãnh đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ trên các lĩnh vực. Đến thời điểm này, Đảng bộ xã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã và huyện đề ra theo lộ trình kế hoạch. Nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt so với nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa 24, nhiệm kỳ 2020-2025. Nổi bật là chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người đạt 68 triệu đồng trên người trên năm, đạt 136%, tỷ lệ che phủ rừng 51%, đạt 100%, tỷ lệ thu gom rác thải là 90%, đạt 180%. Đảng bộ xã đã thành lập mới được 2 chi bộ, gồm chi bộ công an và chi bộ doanh nghiệp ngoài nhà nước. Đảng bộ xã hiện có 523 đảng viên sinh hoạt ở 22 chi bộ, hoạt động chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả. Về thực hiện các đột phá đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội đạt được nhiều kết quả khả quan. Đặc biệt, tháng 2 năm 2022, xã được công nhận đạt các tiêu chí đô thị loại 5.